đây chính là thiên địa pháp tắc pháp tắc chính là đây chớp mắt đã nửa tháng trôi qua kể từ khi trở về sau chuyến đi hồ cát và những đệ tử chân truyền còn lại của diệp ly đều đã hoàn thành kỳ thi tiến vào cảnh giới họa hồn và cùng lúc chuẩn bị đi tới nguyên giới hoang dã diệp ly cũng đã nói cho bọn họ biết mọi người đều vô cùng mong đợi ngày nay vừa qua giờ ngọ mọi người tập trung ở cổng học cung chuẩn bị lên đường mặc dù diệp ly không đưa ra mục tiêu rõ ràng cho bọn họ nhưng bản đồ nguyên giới hoang dã mà hổ cát mang về cũng đã giúp bọn họ có được định hướng. Nguyên giới hoang dã cũng giống như linh giới, có sự phân chia nhân giới và yêu giới. Mọi người cũng đương nhiên tương ứng với chủng tộc của mình, lựa chọn địa điểm đến. Nhưng Kim Lệ Nhi lại là một ngoại lệ. Chuyến đi tới nguyên giới hoang dã này, Diệp Ly chỉ giao nhiệm vụ cho một mình cô. Sau khi vào hoang dã, cô phải một đường hướng Tây tìm kiếm Hồ Tôn Nhi và Hùng Bá. Diệp Ly sắp xếp như vậy, Chứng tỏ họ chắc chắn đã gặp rắc rối. Trước đây khi ra ngoài làm việc, Kim Lệ Nhi đều theo bên cạnh những người khác. Ở thế giới phàm tục, là Phương Nghi đi lại giữa các thế lực trong hoàng thất, đi tới Tiên Viên Lâm Hải cũng chủ yếu là hổ cát lo liệu. Lần này chỉ có một mình cô, chính là một thử thách đối với cô. Tuy nhiên, cô không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn rất hào hứng. Cô có thể cảm nhận được, Diệp Ly có ý định để cô làm nhiều việc hơn. Để cô trở thành người xuất sắc nhất trong số mọi người. Tất nhiên cô sẽ không phụ lòng Diệp Ly. Ngay từ ngày cô bày tỏ nỗi lòng với Diệp Ly, cô đã biết mình phải trở nên thật xuất sắc, xuất sắc đến mức có thể đứng bên cạnh Diệp Ly, giúp Diệp Ly chia sẻ gánh nặng, không phải chỉ là nguyên giới hoang dã thôi sao. Đã chu du khắp thế gian rồi. Cô quay đầu nhìn về phía các thầy cô ở học cung nhã nhạc. Mọi người hãy tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Đợi tôi trở về nói xong liền bấm niệm chú quyết bay về phía xa đập vào mắt là tuyết trắng vô tận kim lệ nhi co chặt cổ áo của mình lại nhiệt độ ở nơi này thực sự quá thấp với tu vi cảnh giới họa hồn của cô cũng cảm thấy khá lạnh nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất kể từ khi vào nguyên giới cô đã cảm nhận được sự khác biệt của nơi này với linh giới kể từ sau trận đại chiến thời thượng cổ linh khí ở đây đã cạn kiệt đến đây cô rõ ràng cảm thấy linh khí xung quanh trở nên rất mỏng manh khiến cho quá trình phục hồi linh khí phải chậm hơn linh giới rất nhiều không trách được sư phụ lại chuẩn bị nhiều đan dược phục hồi như vậy kim lệ nhi tiện tay lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng sau đó lại tiếp tục cúi đầu gấp rút lên đường đột nhiên từ phía dưới truyền đến một hồi tiếng sột soạt cúi đầu nhìn xuống trên tuyết có một bóng người mặc quần áo rách dưới khó khăn bỏ lết có vẻ như sắp tắt thở rồi đây là người sống đầu tiên mà cô gặp được khi vào nguyên giới hoang dã bóng người đó cũng nhìn thấy cô anh ta dùng giọng khàn khàn cầu xin tiên sư đại nhân tiên sư đại nhân xin hãy cứu giúp tôi nghe thấy tiếng kêu cứu kim lệ nhi lập tức hạ xuống kiểm tra cẩn thận cô phát hiện người này là do linh khí cạn kiệt dẫn đến toàn bộ kinh mạch cơ thể bị hàn khí đóng băng ngay lập tức lấy ra hai viên phục linh đan phẩm chất tám đưa cho người kia ăn vào đan dược sắc mặt của người kia cuối cùng cũng khá hơn một chút. Sau khi trò chuyện, Kim Lệ Nhi mới biết hóa ra anh ta cũng là người linh giới. Vì ở linh giới không thể sống được, cho nên mới đến thế giới hoang dã để kiếm ăn. Nhưng nguyên giới hoang dã này không chỉ có môi trường khắc nghiệt, mà còn có vô số chọc khí tràn ngập khắp nơi. Một chút bất cẩn làm cạn kiệt linh khí, chọc khí sẽ tràn vào cơ thể. Sẽ giống như vừa nãy của anh ta, sống không bằng chết. Chỉ có những thành trì do các thế lực tông phái nắm giữ, mới có cấm linh trận che phủ. Cái phiền phức hơn nữa là, những người trong thành trì, không những không chấp nhận những người ngoại lai như bọn họ, thỉnh thoảng còn chạy đến, làng mạc mà bọn họ vất vả xây dựng, bóc lột dân làng của họ. Làng của họ thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cử người liên tục qua lại linh giới để chuẩn bị vật tư. Và anh ta đang trên đường chuẩn bị vật tư, thì gặp phải bão tuyết, suýt chút nữa đã chết. Nghe đến đây, Kim Lệ Nhi nhíu mày lại, nhưng nghĩ lại, đây đúng là một cơ hội nếu có cơ hội tiếp xúc với tình hình bên này thì có thể nhanh chóng tìm thấy hồ tôn nhi và hùng bá hơn suy nghĩ một lúc kim lệ nhi quyết định đến làng trước gặp gỡ những người ở trong thành trì đó người đàn ông trong làng lập tức hai mắt sáng lên đại nhân ngài sẽ giúp chúng tôi sao kim lệ nhi gật đầu không nói nhiều chúng ta đều đến từ linh giới có thể coi là đồng hương vừa hay ta cần tiên phong để tiếp xúc với các thế lực bên này thuận tiện giúp các ngươi một tay cũng coi như là có lợi cho nhau. Người đàn ông đó lại liên tục dập đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động. Sau đó liền điều động linh khí vừa mới phục hồi. Bay lên không, dẫn Kim Lệ Nhi đến ngôi làng mà anh ta nói. Lúc này trong rừng tuyết, có mười mấy túp lều gỗ nằm rải rác. Trước cổng làng, một nam một nữ đang nhìn về phía xa. Chỉ thấy người đàn ông thở dài, lắc đầu nói, đại tỷ. Bọn chúng đến nhanh như vậy, e rằng khó mà giải quyết ổn thỏa người phụ nữ được gọi là đại tỷ cũng là một người phụ nữ bình thường có vẻ như đây là ý trời tuyệt đường chúng ta lão tam ngươi hãy dẫn anh em đi xa đến đâu thì hay đến ấy nếu có cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này hãy trở về linh giới nhưng một chàng cười sảng khoái vang lên một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng dài màu xanh lam đã xuất hiện trước mặt hai người đừng vội đi ta còn chưa đồng ý mà cứ như vậy mà đi thì ta biết để mặt mũi ta vào đâu. Sự xuất hiện của người này khiến khuôn mặt của hai người trở nên trắng bệch. Chu hộ pháp, chúng ta chỉ muốn ở nguyên giới kiếm miếng cơm ăn, không cần phải đuổi kịp tận sát tuyệt chứ." Người phụ nữ nở một nụ cười cầu xin, cẩn thận nói, "Ngài hãy cao tay tha cho chúng tôi một con đường sống. Ta sẽ dâng tặng toàn bộ công pháp ra truyền cho ngài." Tuyệt không giàu dến. Người đàn ông được gọi là Chu hộ pháp nhàn nhạt, nhạt trả lời, "Công pháp đương nhiên phải đưa." bọn các ngươi cũng phải theo ta trở về. Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ trong nháy mắt biến mất. Những người ngoại lai như họ bị bắt về. Đàn ông chỉ có thể đến những nơi như hầm mỏ để làm lao dịch. Đám người phụ nữ thì chỉ có thể trở thành đồ chơi cho người khác. Dù là loại nào, thì kết cục cuối cùng đều là bị tra tấn đến chết. Người phụ nữ cũng biết là không thể thương lượng được nữa rồi. Ngay lập tức bấm niệm chú quyết chuẩn bị ra tay. Nhưng thực lực của Chu hộ pháp này đâu phải là thứ mà cô ấy có thể chống đỡ nổi chưa kịp triển khai công pháp chu hộ pháp đã vung tay áo ném cô ấy bay ra xa vẫn muốn ra tay sao vậy thì giết vài người chơi cho vui vậy ngay sau đó chu hộ pháp lập tức gọi ra một thanh phi kiếm bay về phía làng đúng lúc này kim lệ nhi cũng đến làng nhìn thấy cảnh này cô lập tức ra tay chỉ giơ ra hai ngón tay đã chặn được thanh phi kiếm đầy sát khí sự thay đổi đột ngột này khiến những người có mặt tại đây đều sửng sốt chu hộ pháp này chính là một tay đắc lực của huyết nguyệt các chủ nhân huyết nguyệt các chính là chị ruột của anh ta ba dặm tuyết nguyên hầu như tất cả các thành trì đều là địa bàn của huyết nguyệt các rất ít người dám động đến uy quyền của huyết nguyệt các mà thực lực của anh ta lại càng là cảnh giới họa hồn sơ kỳ đối với những người ngoại lai như bọn họ thực lực vốn đã bị giảm sút trong môi trường khắc nghiệt đối mặt với một cao thủ như vậy càng không biết làm sao nhưng kim lệ nhi lại thản nhiên như vậy đã ngăn chặn đủ sức tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Đây phải là cao thủ ở cảnh giới nào? Chu Hộ Pháp cau mày nhìn Kim Lệ Nhi, ngươi là ai? Không liên quan đến huyết nguyệt các, cút ngay." Chỉ thấy Kim Lệ Nhi đưa tay, thả thanh phi kiếm đó ra. "Ta cũng là người ngoại lai giống như bọn họ, vừa hay muốn tìm cơ hội để tìm hiểu những gì xảy ra ở nguyên giới hoang dã, không biết các hạ có tiện đưa ta đi tham quan một chút không?" Chỉ thấy Chu Hộ Pháp liếm môi. Âm thanh nói, đã là người ngoại lai đừng trách ta vô tình. Một bên nói, chu hộ pháp một bên bấm niệm chú quyết. Hơn một trăm thanh phi kiếm đằng không mà lên. Mấy người đứng sau Kim Lệ Nhi đều tái mặt. Nhưng Kim Lệ Nhi căn bản không coi ra gì. Chỉ thấy Kim Lệ Nhi từ từ giơ tay lên. Vươn lòng bàn tay ra giữa không trung Lửa bùng lên, hơn một trăm thanh phi kiếm đó bị ngọn lửa nuốt chửng Chỉ trong nháy mắt, hơn một trăm thanh phi kiếm đã hóa thành nước sắt nhỏ giọt xuống đất. Cả hội trường lạnh ngắt không tiếng động khuôn mặt của Chu Hộ Pháp trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhận thấy thực lực của Kim Lệ Nhi kinh người, Chu Hộ Pháp cũng không định dây dưa thêm nữa, vung tay xuống một trận khói bụi, quay người bỏ chạy. Trong nguyên giới hoang dã giao chiến không giống như ở linh giới, có thể không có kỵ mà liều mạng sử dụng pháp lực, tìm kiếm cơ hội trong quá trình giao chiến. Những trận giao tranh của tiên tu ở đây thường là để truy cầu sức mạnh, nếu không thành công thì sẽ tìm cách trốn thoát, tuyệt không dây dưa ai cũng biết rằng trong môi trường khắc nghiệt như vậy hao tổn pháp lực chính là tự tìm đường chớt nhưng lúc này muốn đi thì đã muộn chỉ thấy kim lệ nhi búng tay một cái ngay lập tức có vô số luồng lửa bắn ra ngưng tụ thành một chiếc lồng giam nhốt chu hộ pháp lại giữa không trung chu hộ pháp lập tức hoảng hốt tu vi của hắn ta không bằng kim lệ nhi trong sự hạn chế của chiếc lồng lửa này ngay cả pháp thuật dịch chuyển cũng không thể sử dụng được mi định làm gì ta là em trai ruột của chủ nhân huyết nguyệt các. Ngươi dám động vào ta, huyết nguyệt các tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Kim Lệ Nhi căn bản không thèm để ý đến hắn ta. Kim Lệ Nhi, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên. Pháp thuật mê hoặc đã được kích hoạt, ta hỏi ngươi trả lời. Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Một lúc sau, từ miệng của Chu Hộ Pháp, Kim Lệ Nhi đã biết sơ bộ về tình hình ở đây. Huyết Nguyệt Các là bá chủ tuyệt đối của ba dặm tuyết nguyên này. Phía sau nó, dựa vào một thế lực tông tộc gốc rễ sâu xa. Có thể nói là ngang tàng bá đạo trên tuyết nguyên này. Gần như cái gì cũng buôn bán được. Nhưng hoạt động cốt lõi nhất của huyết nguyệt các là giết người diệt lửa. Bản thân nó cũng là một tổ chức sát thủ. Và những ngôi làng nhỏ do những người ngoại lai này thành lập. Trong mắt huyết nguyệt các thì chẳng khác gì một đàn gia súc. Để mặc cho bọn họ bóc lột khi biết được điều này, Kim Lệ Nhi cũng hiểu rõ được nhiều điều. Lần này họ đến nguyên giới hoang dã. Mục đích cuối cùng, là để hợp nhất các thế lực ở đây kết thành đồng minh trồng ba cây thần thụ còn lại ở nguyên giới hoang dã đối với những người có ý định kết minh có lòng muốn làm phúc cho thiên hạ thì họ sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ nhưng đối với những kẻ như huyết nguyệt các thì lại là chuyện khác câu hỏi cuối cùng căn cứ chính của huyết nguyệt các ở đâu chu hộ pháp vừa định mở miệng thất khiếu lại bốc ra một làn khói đen toàn bộ cơ thể bốc cháy từ trong ra ngoài sự thay đổi đột ngột khiến kim lệ nhi không kịp ngăn cản chỉ trong hai ba hơi thở chu hộ pháp đã quỳ dạp xuống đất không còn hơi thở kim lệ nhi cau mày nhìn xác của chu hộ pháp trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ghê tởm thủ đoạn này cô nhận ra đó là một loại phù chú bí mật tên là phệ linh phù lập lời thề với đạo trời một khi người chúng phệ linh phù vi phạm lời thề linh khí trong cơ thể sẽ tự động bốc hơi để bảo vệ ngôi làng nhỏ này cố gắng hết sức để biết ngay phải rời khỏi đây ngay sau đó, cô bấm niệm chú quyết bay lên không, quãng đường 70 dặm bên ngoài thành. Kim Lệ Nhi ngồi trong xe ngựa, nghiên cứu bản đồ trong tay. Bỗng nhiên chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột, người đánh xe bên ngoài nói với vẻ kinh hoàng rằng cậu chủ, có người cướp đây. Kim Lệ Nhi cau mày nhìn ra ngoài, thấy một thanh niên đang chống một cây gậy đen ở giữa đường. Cô ấy nhận ra ngay rằng, đây không phải là Hồ Tôn Nhi sao? Có thể thấy những năm qua Hồ Tôn Nhi đã tu luyện rất chăm chỉ, tu vi đã đạt đến giai đoạn đầu của hóa hồn, nhưng có vẻ như người này đang tìm đến để gây rắc rối cho cô ấy. Kim Lệ Nhi lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa nói rằng, "Này huynh đài, sao lại chặn đường ta thế này, có phải dừng lại không?" Vì Kim Lệ Nhi đã thay đổi diện mạo nên Hồ Tôn Nhi không nhận ra cô ấy. Chỉ thấy Hồ Tôn Nhi nhìn Kim Lệ Nhi từ trên xuống dưới, "Cậu chủ, trước kia anh có phải đã giết một vị hộ pháp của Tuyết Nguyệt Các không?" Nghe nói vậy, Kim Lệ Nhi hơi cau mày, chẳng lẽ Hồ Tôn Nhi đã gia nhập Tuyết Nguyệt Các sao? Kim Lệ Nhi cũng không tiết lộ thân phận mình, các hạ tới tìm ta trả thù sao? Không biết họ lại là hộ pháp nào của Tuyết Nguyệt Các. Hồ Tôn Nhi không trả lời, giơ cây gậy đen trong tay lên tấn công. Thấy vậy, Kim Lệ Nhi càng hoảng sợ. Nếu thực sự động thủ, cô ấy không sợ. Cùng một loại công pháp, cùng một nền tảng tu luyện, tu vi của cô cao hơn, hồn kim cũng chiếm ưu thế. Hồ Tô Nhi không đe dọa được cô ấy. Bất đắc dĩ, Kim Lợi đành rút lui, bay tránh khỏi thế công của Hồ Tôn Nhi. Điều mà cô ấy không ngờ tới là, vài năm không gặp, tốc độ của Hồ Tôn Nhi đã trở nên vô cùng đáng kinh ngạc. Cô ấy vừa mới lùi lại, Hồ Tôn Nhi đã dịch chuyển tức thời đến phía sau lưng cô ấy. Lúc này cô ấy đã không thể tránh khỏi, thậm chí ngay cả pháp thuật mê hoặc cũng không kịp phát động, chỉ có thể ra tay ứng phó. Nhưng với một chiều này, E rằng Hồ Tôn Nhi sẽ không tránh khỏi bị hỏa yêu của cô ấy làm bị thương. Nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị ra tay, Hồ Tôn Nhi đột nhiên truyền âm, cậu chủ đừng hoảng sợ, tôi ra tay rất nhẹ, chỉ cần người khác thấy rằng bạn và tôi tấn công là rất dữ dội là được. Nghe vậy Kim Lệ Nhi cũng phát hiện ra rằng lời nói của Hồ Tôn Nhi không đúng. Cuộc tấn công của cô ấy chỉ có vẻ mạnh mẽ nhưng không gây tử thương. Kim Lệ Nhi cũng vận linh khí phát ra một trường cực kỳ hung hãn. Một đòn đánh ra, cả hai đều không hề hấn gì, nhưng Hồ Tôn Nhi lại bay ra ngoài rất xa, giả vờ bị thương, khá lắm, không hổ danh là người có thể chống lại hộ pháp của Tuyết Nguyệt Các. Hồ Tôn Nhi cười lạnh một tiếng, giơ cây gậy đen lên tấn công lần nữa, lại tăng thêm vài phần linh lực. Lúc này Kim Lệ Nhi mới phản ứng lại, chắc chắn là ở gần đây, có người của Tuyết Nguyệt Các đang theo dõi. Quả đúng như Kim Lệ Nhi dự đoán, ngay gần nơi hai người giao đấu, trên ngọn cây có một người vừa theo dõi hai người giao chiến, vừa làm một số động tác quyết định, truyền hình ảnh hai người giao đấu đến Tuyết Nguyệt Các. Hồ Tôn Nhi đã phát hiện ra điều này từ lâu. Rõ ràng là người của Tuyết Nguyệt Các không tin tưởng anh ấy. Hành động của anh ấy đều nằm trong sự giám sát của Tuyết Nguyệt Các, hóa ra, ban đầu, sau khi Hồ Tôn Nhi trượt tuyển tại học viện Nhã Nhĩ, anh ta cùng Hùng Ba đến Đại Hoang xuyên lịch luyện, sau đó, Hùng Ba bị các bậc lão thành trong tộc đưa đến sâu trong đại hoang để sinh tồn. Hồ Tôn Nhi bất đắc dĩ tham gia tuyển chọn của Tuyết Nguyệt Các, trở thành hộ pháp của Tuyết Nguyệt Các. Nhiệm vụ đầu tiên anh ấy nhận được là giúp chủ nhân trả thù cho em trai. Do đó mới có màn kịch này hôm nay. Sau khi hai người trao đổi thủ thuật, Kim Lệ Nhi cũng hiểu rõ ý tứ của Hồ Tôn Nhi, tìm kiếm cơ hội, sau đó túm lấy cây gậy đen trong tay Hồ Tôn Nhi, một tư thế như đang dùng sức đấu trí và truyền một tia yêu khí vào lòng bàn tay, sau đó truyền âm bằng giọng nói ban đầu rằng tiểu tử, không nhận ra ta sao? Cảm nhận được yêu khí quen thuộc khi nghe thấy giọng nói này. Hồ Tôn Nhi đột nhiên mở to mắt, có chút không thể tin nổi lý nhị. Sao lại là ngươi? Hồ Tôn Nhi vô cùng kích động, ngay lập tức bàn bạc đối sách với Kim Lệ Nhi. Chỉ thấy Kim Lệ Nhi giả vờ như không, linh khí không đỡ được nữa. Bị Hồ Tôn Nhi dùng một cây gậy đánh ngã xuống đất. Hồ Tôn Nhi cũng rất nhanh, ngay lập tức dán một lá bùa chấn hồn lên người cô ấy. Rồi trói hai tay cô ấy lại, kéo cô ấy phải quay trở lại Tuyết Nguyệt Các. Người theo dõi từ xa chứng kiến cảnh này, mới an tâm. Đến trước mặt Hồ Tôn Nhi, chúc mừng, chúc mừng lệnh bài hộ pháp của ngài. Với lệnh bài này, ngài có thể cảm nhận được nơi ở của chủ sở. Đức chủ ra lệnh: "Xin mời các vị hộ pháp đưa hắn đi gặp người đó." Để lệnh bài trên mặt đất, người kia cung kính hành lễ với Hồ Tôn Nhi, sau đó là quyết định bỏ đi. Hai người cùng cảm nhận hơi thở xung quanh. Sau khi xác nhận không còn người giám sát thứ hai, mới yên tâm trò chuyện. Hóa ra Tuyết Nguyệt Các ở Tuyết Nguyên, ba ngàn dặm thống trị một phương, là vì sau lưng họ có một ngọn núi lớn không nhỏ tên là Tư Không Thất. Gia tộc Tư Không này vẫn là kẻ thù truyền kiếp của gia tộc họ Hùng. Chỉ cần theo Tư Không, thất có thể tìm thấy nơi ở của Hùng ba. Vì vậy, hai người quyết định hạ gục Tuyết Nguyệt Các trước. Rất nhanh, nhờ sự chỉ dẫn của lệnh bài hộ vệ, hai người đã đến trụ sở của Tuyết Nguyệt Các. Sau khi đưa Kim Lệ Nhi vào phòng giam, Hồ Tôn Nhi đi đến đại sảnh, chỉ thấy một người mặc đồ đỏ, cô ta rất hài lòng với màn thể hiện của Hồ Tôn Nhi, không chỉ chính thức phong Hồ Tôn Nhi làm hộ pháp, hắn ta còn giao cho anh trách nhiệm xử lý kiến thức của Kim Lệ Nhi. Điều này cũng đúng với mong muốn của Hồ Tôn Nhi. Trên đường đi, anh ấy đã bàn bạc với Kim Lệ Nhi, để anh ấy lừa được chủ nhân của Tuyết Nguyệt Các vào phòng giam. Kim Lệ Nhi sử dụng pháp thuật mê hoặc để khống chế chủ nhân của Tuyết Nguyệt Các. Vì pháp thuật mê hoặc của Kim Lệ Nhi muốn thành công khi thực hiện. Chủ nhân của Tuyết Nguyệt Các phải ở trong phạm vi ba thước của cô ấy, chỉ là đôi mắt của cô ấy không hề phòng bị. Vì vậy Hồ Tôn Nhi đã giới thiệu cho chủ nhân, một hình phạt tàn khốc, gọi là đứt đoạn, truyền linh khí vào cơ thể người bị tra tấn, kiểm soát linh khí xé từng tấc thân thể của kẻ phạm tội. Nghe xong, sắc mặt của chủ nhân Tuyết Nguyệt Các không khỏi thay đổi. Cô ta cũng chưa từng thấy hình phạt như thế này, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm nhận được mức độ độc ác của nó trong nỗi đau tột cùng này còn phải giữ được tỉnh táo trong suốt quá trình có thể tưởng tượng người bị tra tấn sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng như thế nào thậm chí những thủ đoạn này không nên được gọi là hình phạt chủ nhân của tuyết nguyệt các lộ vẻ thích thú hắn rất thích sự tàn nhẫn của anh vì vậy hắn ta bước từng bước đến phòng giam hắn ta không biết đây chỉ đơn giản là một cái hố đào cho hắn mà thôi mặt trời lặn về phía tây trời dần tối chủ nhân của tuyết nguyệt các tự tin bước vào phòng giam bước lên phía trước, cười nhìn Kim Lệ Nhi, cười nói rằng làm hại em trai của ta phải trả giá không nhỏ. Ban đầu, ngươi có thể chớt một cách nhẹ nhàng hơn nhưng thật không may. Hộ vệ mới của bản tọa đã cung cấp cho bản tọa một phương pháp tốt hơn. Vừa nói, chủ nhân của tuyết nguyệt các vừa làm động tác quyết định, truyền một tia linh khí vào cơ thể Kim Lệ Nhi. Cô ấy dùng một ánh mắt tàn nhẫn và khiêu khích nhìn vào bóng của Kim Lệ Nhi. Hãy yên tâm. Ngay trước khi ngươi chịu đủ mọi sự tra tấn, bản tọa sẽ không để ngươi chết đâu. Ngươi cứ tận hưởng đi. Nói xong, hắn ta định thúc đẩy linh khí. Đột nhiên, trong mắt Kim Lệ Nhi lóe lên một tia sáng đỏ. Khoảnh khắc tiếp theo trời đất quay cuồng. Nửa giờ sau, chủ nhân của tuyết nguyệt các bước ra khỏi cổng nhà tù. Hãy đến để thông báo cho tất cả mọi người. Ý thức đại sảnh. Một lát sau, tất cả các cao thủ của tuyết nguyệt các đều tụ tập. Đến đại sảnh. Thấy Hồ Tôn Nhi và người lẽ ra phải bị xử tử trải qua mà vừa rồi. Hóa ra cả hai đều ăn mặc như hộ vệ đi lên điện. Chủ nhân của Tuyết Nguyệt các ngồi xuống, tuyên bố với mọi người giới thiệu cho mọi người biết, anh chàng Diệp Tinh nhỏ bé này và Hồ Tôn Nhi này, kể từ hôm nay, họ sẽ là những người hộ vệ mới của chúng ta. Trước đó, bản tọa đã hiểu lầm anh chàng Diệp Tâm nhỏ bé, người giết em trai ta là tên khốn nạn ở Tư Không Thất. Hôm nay bản tọa nói rõ, việc này bản tọa tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù là tan xương nát thịt bản tọa cũng muốn tư không thất nếm mùi đau khổ một chút. Những lời này vừa nói ra, cả hội trường đều ngơ ngác. Hồ Tôn Nhi đã từng là hộ vệ, họ còn hiểu rõ trong lòng. Dù sao cũng là người nổi bật trong vòng tuyển chọn trước đó. Mà xem thì thế nào? Không phải nói rằng đây, người chính là hung thủ giết hại châu hộ Pháp sao? Sao lại có thể biến thành hộ vệ? Nhìn tư thế này, dường như còn mang đến một tin tức gì đó rất lớn. Nói thẳng vào chủ đề đã làm dung chuyển không gian trống rỗng những người bên dưới bắt đầu bàn tán rôm giả. Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của người kia, không có một ai dám mở miệng can ngăn. Một lát sau, không ít người có mặt tại hiện trường đã đưa ra quyết định. Khoảng 3 phần 10 người đứng dậy, muốn rời đi. Những người có mặt tại hiện trường đều thoát tim nhìn những người đó sợ rằng. Giây tiếp theo, người kia sẽ giết hết họ ở đây. Nhưng điều khiến họ không ngờ tới là, chủ nhân dường như không động thủ, còn giải trừ đá chấn linh trên người họ mọi người đều kinh ngạc trong lòng. Nói rằng mặt trời hôm nay mọc từ hướng Bắc. Chủ nhân sao lại giống như biến thành một người khác vậy? Tất nhiên họ không biết. Lúc này, chủ nhân của tuyết nguyệt các đã là con rối trong tay Kim Lệ Nhi. Đã có người dẫn đầu. Những người lung lay kia cũng an tâm rồi. Lần lượt đứng ra không ít. Trước sau ước chừng có bốn thành. Những người trái phải đã lựa chọn biết khó mà lui. Rời khỏi tuyết nguyệt các. Khi những người có mặt tại hiện trường ổn định lại, Kim Lệ Nhi mới điều khiển chủ nhân của Tuyết Nguyệt Các, tiếp tục nói rằng, tất cả mọi thứ gần đây đều tạm dừng hoạt động, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đợi mọi người rời đi, mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi vẫn luôn cảnh giác với đám người này làm phản, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng nhìn những người còn lại không có hai lòng, cô ấy cũng có thể yên tâm rồi.